Dạ, thay mặt đại chúng, Châu Rung con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng để truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Với lòng thành kính làm lễ tán chức tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới, phần phước phát sanh lên chúng con xin hồi hướng đến các vị hôn thầy tổ ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh, bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, duyệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Bhuttaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới, và để thay mặt đại chúng trong rung con xin được cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn và đại đức Tuệ Đức hoan hỷ kể lại bài kinh pháp cú số 175 mà học trường học ngày hôm qua. Sau đó kính mời quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng chúng ta tiếp. Và kính cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn trước, xong đại Tuệ Đức sau ạ. Dạ, Nam mô Bhuttaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, con cung kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, kính lễ đại đức Tuệ Đức. Con xin phép được ngâm kệ số 175. Hamsadicha patheyanti akaseyanti ithiya Niyanti thi ra no kam ha Che toa ma rang sa wa hi ning Hang sa di cha pa te yan ti Aka se yan ti i thi ya Niyanti thi ra no kam ha Che toa ma rang sa wa hi ning Hang sa di cha pa te yan ti Akaseyam ti ithiyam Niyam ti thi rano kamha Chetwa marang Sawahinin. Như chim thiên nga bay, thần thông liền giữa trời, chiến thắng ma ma quân, kẻ chí thoát đời này. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con kính hành lễ chờ Đức Tăng và sư sinh nhường mic cho rung ạ. Dạ, con kính đảnh lễ đại đức Tuệ Đức ạ. Không biết đại đức Tuệ Đức có chức may không? Dạ, kính cung thỉnh đại đức Tuệ Đức ạ. Kể bài kinh pháp cú số 175. Kính cung thỉnh đại đức. Dạ. Dạ, alo. Nam mô Bhuttaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh pháp cú câu số 175. Hằng sa đích chấp bát thề danh tí a ca se danh tí ít thi gia nay danh tí thi ra lô cam ha chê toa mà rằng sa hòa hi ninh. Như chim thiên nga bay, thần thông luyện giữa trời, chiến thắng ma ma quân, kẻ trí thoát đời này. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thiên nga cất cánh thênh thang, thần thông bay lượn không gian nghìn trùng, còn đâu cá chậu chim lòng, trí nhân thắng phục giống dòng ma vương. Là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin kệ ạ. Hằng sa ni cha pa thê yan ti a ca se yan ti e thi ya ni yan ti thi ra lo cam ha
chê toa ma răng sa hoa hi ninh hằng sa di cha pa thê yan ti a ca se yang ti ít thi ya ni yang ti thi ra lô cam ha chê toa ma răng sa hoa hi ninh hằng sa di cha pa thê yan ti a ca se yang ti ít thi ya ni yang ti thi ra lô cam ha chê toa ma răng sa hoa hi ninh. Dạ con xin hát ạ. Kính mời cô tu nữ tuệ duyên tiếp theo ạ. Dạ sa thú lành thai và dạ, kính tri ân đại đức. Nam mô Bụt tha giá, nam mô Tham ma giá, nam mô Sang kha giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ đức, đại đức tuệ nhẫn, kính lễ cô Tham ma chari, cô Như Pháp và kính chào đạo tràng. Dạ bây giờ tùy duyên xin kệ kinh pháp cú số 175. Dạ cảm ơn huynh. Hằng sa đi cha ba thề yàn ti a ca se yàn ti ích thi ya ni yàn ti thi ra lô cam ha chê toa ma răng sắc hòa hi ninh hằng sa đi cha pa thê ti a ca se yan ti ik ti ya ne yan ti thi ra klo kam ha che toa ma rang sa hoa hi ninh hằng sa đi cha pa thê yan ti akasayanti ittiya niyanti thiralokam ha cetva marang sawahining. Như chim thiên nga bay, thần thông luyện giữa trời, chiến thắng ma ma quân, kẻ trí thoát đời này. Hòa thượng Thích Minh Châu. Hằng sa đế cha pa thê yan ti a ca se yan ti ích ti ya nay ni yan ti ti ra lô cam ha chê toa ma răng sa hòa hi ninh thiên nga cất cánh thênh thang, thần thông bay lượn không gian trùng, còn đâu cá chậu chim lòng, trí nhân thắng phục giống dòng ma vương. Phổ thơ Hòa thượng Giới Đức. Dạ, bây giờ tự nhiên thấy tín hiệu của chị Rạng Đông. Dạ, kính mời chị Rạng Đông ạ. Sa thú cô tu nữ tự nhiên, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ nhẫn, đại đức tuệ đức, cô tu nữ tuệ duyên, cô tu nữ tham má chá rí. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 175. Kính cảm ơn quý vị cho biết liền nghe rõ. Hằng sa đích chá pa thề dằn tí a ca xê dằn tí ít thí già nay dần tí thi ra lô cầm ha chê toa ma răng xá hòa hí ninh hằng xà đích chá bá thề dần tí a ca xê dần tí ít thí già nay dần tí thi ra lô cầm ha chê toa ma răng xá hòa hí ninh hằng xà đích chá bá thề dần tí a ca xê dần tí ít thí già nay dần tí thì ra lô cầm hà chê toa ma rằng xá hòa hí ninh như chim thiên nga thần thông luyện giữa trời chiến thắng ma ma quân kẻ trí thoát đời này. Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu.
Hằng xà đức chá bá thề dằn tí a ca xê dằn tí ít thí già này dằn tí thì ra lô cầm hà chê toa mà rằng xá hòa hí ninh. Thiên Nga cắt cánh thân thắt thần thông ba lượng không gian định trùng, còn đâu cá chậu chim lòng, trí nhân thắng phục giống dòng ma dư. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú kính cảm ơn sư Trạng Đồng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ thường tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 175. Hằng xa đi chá bá thê danh tí a ca xê danh tí ít thí già ni danh tí thi ra lô căm ha chê toa ma răng xá hoa hí ninh. Hăng sa đi chá bá rê danh tí a ca xê danh tí ít thí già ni danh tí thi ra lô căm ha chê toa ma răng xa hoa hí ninh. Hằng xa đi chá bá thê danh tí a ca xê danh tí ít thí gia ni danh tí thi ra lô căng ha chê toa ma răng xa hoa hí ninh. Như thiên nga bay thần thông luyện giữa trời, chiến thắng ma ma quân kẻ trí thoát đời này. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Thiên Nga cất cánh thân thang, thần thông bay lượn không gian nghìn trùng, còn đâu cá chậu trí nhân thắng phục giống dòng ma vương. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã ôn bài xong. Và Nguyên Tịnh ơi, có trả bài được hay không? Dạ, cô tu nữ, kính mời cô tu nữ Thâm Má Chá Rí. Dạ, kính mời Sittina. Dạ, mến mời Sittina nha. Con kính lãnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 175. Hằng xa tích chá pháp thề yên tí a ca xê yên tí ít thí gia ni yan ti thi ra lo cam ha che toa ma rang sa wa hi nim. Như chim thiên nga bay thần thông luyện giữa trời, chiến thắng ma ma quân kẻ trí thoát đời này, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hằng xa đêm chá ba thê yan ti a ca xê yan ti in thi ya ni yan ti thi ra lô cam ha chê to ma răng sa wa hi nin. Hằng xa đêm chá ba thê yan ti a ca xê yan ti in thi ya ni yan ti thi ra lô cam ha chê tòa ma răng xa hoa hi nâng. Thiên Nga cất cảnh thênh thang, thần thông bay lượn không gian nghìn trùng, còn đâu cá chậu chim lòng, trí nhân thắng phục giống dòng ma vương, của Hòa Thượng Giới Đức. Con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Sa thu lần thầy tì nạn. Dạ, không biết cô tu nữ Thâm Ma Chá Rí có cầm máy để kể không ạ? À? Alo, cô tu nữ Thâm Ma Chá Rí và Nguyên Tịnh. Nguyên Tịnh có dạ, mời Nguyên Tịnh nha. Dạ,
Nam mô Phật Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Tuệ Nhẫn. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào quý đạo hữu và con kính chào bác Cẩm Vân, cô Ràng Đông, chú Quách Tha Ná. Và con kính tri ân chú Ràng chú Quách Tha Ná. Con xin phép đọc câu Phật ngôn 175. Hằng sa đích cha bá thề gian tí a ca se gian tí ít thí già nêu gian tí thi ra lô cầm ha chết tòa ma răng xá hòa hí ninh. Hằng sa đích cha bá thề gian tí a ca se gian tí ít thí già nêu gian tí thi ra lô cam ha chép tua ma răng sắc qua hí ninh. Như chim thiên nga bay thần thông luyện giữa trời chiến thắng ma ma quân, kẻ trí thoát đời này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hằng sa đích cha ba thế gian ti a ca se gian ti ít thi già nếu gian ti ti thi ra lô cầm hà che to ma răng xa qua hin hin hằng sa đít cha ba thế gian ti a ca se gian ti ít thi già nếu gian ti thi ra lô cầm hà che to ma răng xa qua hi nin thiên nga cất cánh thang thần thông bay lượn không gian nghìn trùng. Còn đâu cá chậu chim lòng, còn đâu cá chậu chim lòng trí nhân thắng phục giống dòng ma vương của Hòa Thượng Giới Đức. Cần kính tri ân chư Quách Tha Ná, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con kính thỉnh cô tu nữ Như Pháp lên kệ kinh Pháp Cú. Dạ, con kính gửi mít tính đạo tràng. Dạ, sa thu sa thu lần thầy Nguyên Tịnh. Dạ, thấy cô tu nữ Thammachari có chiếc máy, không biết cô có thể lên kể không ạ? Nếu cô có thể lên kể, kính mời cô. Dạ, kính chào cô tu nữ Như Pháp, đạo hữu Phan Quang Liêm ở Viện Sài mới lòng đạo tràng. Dạ, chắc không thấy tín hiệu của cô tu nữ Thammachari, vậy con xin được chỉ kinh Pháp Cú số 175. Hằng sa đi pa pa te yan ti a ca se yan ti thi ya ni yan ti thi ra lo cam ha che ta wa ma rang sa wa hi ning hằng sa đi cha pa te yan ti a ca se yan ti thi ya ni yan ti thi ra lo cam ha che tva ma rang sa va hi ninh. Như chim thiên nga bay thần thông liệng giữa trời chiến thắng ma quân kẻ chí thoát đời này. Bản dịch của ngài Minh Châu. Thiên nga cất cánh thênh thang thần thông bay lượn không gian nghìn trùng. Còn đâu cá chậu chim lồng chí nhân thắng phục giống dòng ma vương. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Dạ, Nam mô Phật Thà Giá. Dạ, con xin được xuống mic, kính mời cô tu nữ Như Pháp. Dạ, sa thú sa thú, kính cảm ơn Minh Quách Thanh Á. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và cảm ơn Minh Quách Tha Ná, cô Rạng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh.
đại đức tuệ nhẫn, đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, như pháp kính lễ cô tu nữ thăm má cha rí. Như pháp kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ con xin được ôn bài câu pháp của kinh số 175. Dạ cô tu nữ thăm má cha rí có cầm mít được không ạ? Nếu được thì xin cho một tín hiệu. Dạ kính chào anh chị Phan Quang Liêm, kính chào Quỳnh Quang Á, mình chào cô Nguyên Tịnh, mình chào Thi An Lạc, kính chào Buông Bỏ. Dạ như pháp chào để chờ bàn tay của cô nghe cô. Dạ mình chào cô Rạng Đông, mình chào Châu Phan, kính chào IQ em đó, kính chào Viên Xe, mình chào Thi Na, mình chào cô Cẩm Vân. Dạ bữa nay có mục đích mới là kính chào Cà Mau. Dạ kính chào anh chị Phan Quang Liêm. Vậy là không thấy tín hiệu của cô. Dạ thôi như pháp xin được ông bài ạ. Cảm ơn Vinh Quát Thanh Á cho bài học. Hằng sa đích chấp bát thề danh thì a ca xe danh thì ít thì gia nhịt danh thì thi ra lộ cầm ha chế ta mà răng sắc qua hí ninh. Như chim thiên nga bay thần thông luyện giữa trời, chiến thắng ma ma quân kẻ trí thoát đời này. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Hằng xa đích cha bà thể danh ti a ca xê danh ti ít thi gia nhịp danh ti thi ra lô cầm ha chê ta ma răng xa qua hi ninh. Hằng xa đi cha bà thê danh ti a ca xê danh tỳ ích thi gia nịt danh ti thi ra cơ ra lô cầm ha chê ta ma răng xa qua hi ninh. Thiên nga các cánh thanh thang thần thông mai lượng không gian nghìn trùng, còn đâu cá chậu chim lòng trị nhân thắng phục dòng dòng ma vương. Và đây là bản phổ thơ của ngài Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, như pháp kính cảm ơn đạo tràng. Dạ sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức tuệ nhẫn, đại đức tuệ đức là từ bi hoan hỷ tiêu phong ôn bài pháp của kinh số 17. Như kính cảm ơn Huynh Quách Tha Ná, cô Nguyên Tịnh, cô Rạng Đông, cô Cẩm Vân, Thi Na. Hình như hồi nãy có cô tu nữ Tây Duyên mà giờ không thấy. Dạ. Dạ. Nhưng cảm ơn tất cả vị đã đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên để ôn bài. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới. Như pháp kính mời đạo tràng cùng với như pháp nắm tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư, trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức tuệ nhận giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Vinh Quát Tha Ná đã cho bài học. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambu Ta Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambu Ta Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambu Ta Sa. Phạm Thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhâm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được niệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn,
một lòng chăm tối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng ni, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Dạ, gần mến chào cô Trần Đạo cùng quý đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ, Như Pháp cũng chờ chờ mà không thấy Trần Đạo vào, nên Trần Đạo trễ có một chút xíu. Ngày mai đáng vào sớm một chút xíu nữa nha, Trần Đạo nha. Dạ, Mô Bích Thai giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh đại đức Tuệ Nhẫn Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 136. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, ngày đại ngày trôi qua, thế giới này chỉ có cái nghe sanh khởi và rồi diệt đi. Cái nghe của ngày hôm qua không phải là cái nghe của ngày hôm nay. Cái nghe của khoảnh khắc trước lại không phải cái nghe của khoảnh khắc này nữa rồi. Chúng chỉ đến trong một khoảnh khắc duy nhất của vòng sanh tử luân hồi. Cái nghe của ngày hôm qua cũng không phải là ai cả. Cái nghe của ngày hôm nay cũng không phải là ai cả. Cái nghe của đời quá khứ cũng không phải là ai hết. Cái nghe chỉ là cái nghe, là một quả của nghiệp. Thế giới này chỉ có cái nghe ở chỗ này diệt đi, cái nghe ở chỗ kia diệt đi. Thế giới này chỉ có âm thanh ở chỗ này sanh khởi rồi diệt đi, chỗ khác cũng là âm thanh sanh khởi và rồi diệt đi. Cái thấy lại khởi và rồi diệt đi. Cái thấy của ngày hôm qua cũng không phải là cái thấy của khoảnh khắc này. Cái thấy của ngày hôm qua đã theo duyên, đã diệt đi hoàn toàn. Cái thấy của ngày hôm nay cũng đã theo duyên và rồi diệt đi hoàn toàn. Không có một con người nào trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi. Không có một con người nào trong đối tượng thị giác, trong âm thanh, trong mùi, trong vị. Thế giới đã bị chìm đắm trong tham ái, đã bị chìm đắm trong ảo tưởng, đã bị chìm đắm trong bóng ảnh của vô minh, của chìm phược. Do không tỉnh giác nên là những thực tại này đã không được hiểu biết như chúng đang là. Và thế giới không gì khác ngoài cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm thay phiên nhau sanh lên và diệt đi. Khoảnh khắc của cái thấy thì không phải là khoảnh khắc của cái nghe. Khoảnh khắc của cái thấy thì không phải của sân, của si. Khoảnh khắc của thấy là một pháp khác hoàn toàn. Khoảnh khắc của tham lại là một khoảnh khắc khác nữa. Khoảnh khắc của sân lại là một khoảnh khắc khác nữa. Trong cái thấy cũng không có ai, trong cái sân cũng không có ai. Như vậy, thấy là một pháp khác, tham là một pháp khác, sân là một pháp khác. Chánh niệm là một pháp khác, trí tuệ là một khác. Thọ khổ là một pháp khác, thọ ưu là một pháp khác, thọ hỷ là một pháp khác, thọ xả là một pháp khác. Niết bàn là một pháp khác. Tất cả chỉ là các pháp, không có một ai ở trên đời cả. Và mỗi một pháp, chúng đều là vô ngã và chúng sanh khởi do duyên của chúng và rồi diệt đi, không có sự kiểm soát. Không có ai tạo ra tham ái, không ai tạo ra trí tuệ, mà chỉ có trí tuệ làm duyên, có duyên thì cho chúng sanh khởi, tham ái cũng có duyên cho chúng sanh khởi và rồi diệt đi. Cuộc sống cứ trôi chảy mãi qua cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, rồi tham, sân, thiện hay bất thiện, rồi chìm vào hữu phần, ngủ say, và rồi lại thức dậy. Khi cái thấy thức dậy thì thế giới thức dậy, phiền não thức dậy, vô minh thức dậy, tham ái thức dậy.
và chúng hoàn toàn không được hiểu biết từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Do vậy, hy hữu thay Đức Phật ra đời, Ngài đã đấng toàn chi diệu giác, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho những ai có mắt có thể thấy được các sắc. Và chỉ có người con của Đức Phật được nghe giáo pháp thì mới phá hủy được vô minh và tà kiến, cho rằng thế giới này đầy những con người đàn ông, đàn bà. Khi chúng ta suy xét kỹ thì cái nhãn căn của chúng ta nó rất là nhỏ bé, nó vô cùng nhỏ bé. Như vậy thì cái sắc mà nó in dấu vào nhãn căn thì làm sao nó lại lớn được. Nhưng mà do các pháp sanh khởi nên là dường như chúng ta thấy thế giới này đầy những con người, đầy những cái sự tươi đẹp, nhưng mà thực tế thì nó chỉ là những cái mảnh ghép vô cùng li ti, nhỏ bé trong các cái sắc. Và những cái tâm thức thì nó còn sanh và diệt nhanh hơn như vậy, vô lượng lần. Chính vì điều đó mà chúng ta thấy được rằng là hầu hết là chúng ta chìm đắm trong vô minh và tham ái cùng với tà kiến. Mặc dầu chúng ta là người con của Đức Phật, nhưng mà thực sự thì chi kiến của chúng ta còn quá bé nhỏ, mà thậm chí là chúng ta vẫn còn đang chìm vào trong cái tà kiến. Chúng ta cũng chưa thực sự thấy được đối tượng thị giác như chúng đang là, nói chi là thấy được cái nhãn thức. Như vậy để cho chúng ta thấy được rằng là giáo pháp của Đức Phật là vô cùng khó, vô cùng là hy hữu và khó, khó nhận biết về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm xúc chạm trong đời sống hàng ngày này là khổ, là nguyên nhân của khổ lắm. Chứ không phải là như chúng ta nghĩ tầm thường. Chúng ta có thể nói về cõi phi phi tưởng xứ như thế này, như thế kia, chúng ta có thể mở một trường thiền, chúng ta dạy về những cái pháp môn thiền. Nhưng điều đó cho chúng ta thấy rằng nếu khi một khi chúng ta có trí tuệ thì chúng ta thấy những người như vậy là quá nguy hiểm, đã dẫn dắt một số chúng sanh mà không hiểu, không có một cái nền tảng rõ ràng về thực tại thì rất là nguy hiểm trong cái con đường giải thoát, phải không? Vậy để cho chúng ta thấy được rằng là ngày nào mà chúng phát triển cái hiểu biết về những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày này, chúng chính là những cái thực tại luôn luôn khởi, rất là hiện thực. Và nếu như những cái điều này chúng ta không hiểu thì chúng ta cũng không hiểu được cái khổ là như thế nào, và nguyên nhân khổ ở đâu, và sự diệt khổ là như thế nào, và con đường đưa đến sự diệt khổ là như thế nào, phải không? Như vậy thì chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng các pháp mà là thực tại thì không có ở trong kinh điển. Và kinh điển chỉ là một cái đường lối, một cái sự chỉ bày, và một cái gì nữa, và một cái gọi là cái tương đối để mà cho chúng ta làm sao hiểu ra được lời Đức Phật dạy. Nhưng mà chúng ta phải hiểu chúng thật là cặn kẽ, từng từ một và từng chút một, mà phải liên hệ chúng với các căn môn của chúng ta trong đời sống hàng ngày, để chúng ta thấy thực sự cái thấy không phải là ai cả. Cái thấy chỉ để thấy, và cái thấy nó không có làm việc nghe, việc ngửi, việc nếm, hay là nó không làm việc tham, sân, si, nó không làm động lực gì hết, mà cái thấy nó chỉ đơn giản có mỗi một chức năng thấy và rồi diệt đi. Như vậy cái thấy này nó tùy thuộc vào nhân, vào nghiệp và vào căn cảnh của chúng trong cái thời khắc hiện tại. Mỗi một đối tượng thị giác chỉ tương ứng với một sát la thấy sanh khởi và rồi diệt đi. Như vậy để cho chúng ta thấy rằng là có vô lượng những đối tượng thị giác hay vô lượng những âm thanh, nhưng mà mỗi một lần chúng sanh khởi chỉ là một âm thanh. Chính vì điều đó mà cái thấy không thể nào sanh khởi cùng với âm được,
mà nó cũng không sanh khởi với cái nghe được. Như vậy, chỉ khi nào cái thấy diệt đi thì mới làm duyên cho cái nghe. Khi mà đang có cái nghe thì không thể có cái thấy. Khi mà đang có cái ngửi thì không có cái nghe. Tuy rằng sáu căn, nhưng mà chúng ta thấy rằng mỗi một khi mà tâm mà chánh niệm mà biết được thì chỉ có một tâm sinh khởi bắt một đối tượng. Đó chính là để cho chúng ta biết vô thường là như vậy. Vô thường là gì? Vô thường là một sát la của một pháp đã sanh khởi ở cái duyên đó. Và chúng đã sanh rồi thì không bao giờ chúng sanh trở lại nữa, và chúng diệt đi hoàn toàn. Thì để cho chúng ta thấy quá khứ không chi tìm là như vậy, và tương lai không ước vọng là như vậy. Bởi vì tương lai chúng đến như thế nào, chúng hoàn toàn phụ thuộc vào các duyên. Như vậy chỉ có hiện tại và hiện tại, và rồi lại hiện tại, và rồi lại hiện tại. Vậy thì con đường này là con đường chỉ có bắt đầu và bắt đầu, cho tới khi nào mà đủ cái sự bắt đầu cũng chính là sự kết thúc. Khi mà thực tại đã được nhiễu ngộ thì chính là sự kết thúc của vòng sanh tử luân hồi. Vậy thì chúng ta không những cần phải tìm hiểu về cái thấy này không phải một kiếp này, và nó liên hệ cho đến khi nào mà trở thành một bậc A-la-hán. Chỉ có con đường là như vậy mà thôi. Vậy để cho chúng ta thấy cái thấy nghe ngửi nếm đụng trong đời sống hàng ngày, nó chính là cái mấu chốt để phát triển tứ niệm xứ và ra khỏi sanh tử luân hồi. Và nếu chúng ta không phát triển hiểu biết đó thì cũng chính cái đó mà vô minh, tham ái, triền phược, sanh tử luân hồi, khổ đau. Tất cả những cái gì khổ đau chúng đến từ các căn, do không điều chi được chúng, chứ không đến từ bất cứ đâu cả. Như vậy thì chúng ta cần phải nhớ luôn luôn áp dụng con đường tứ thánh đế vào trong các cái căn, các cái pháp sanh khởi. Như vậy chúng ta tu tập không phải để diệt trừ tham, không phải để loại bỏ tham, mà để hiểu biết về chúng. Tất cả pháp phải được hiểu, đó là sự liễu chi, chứ không phải để đè lén, để đoạn diệt hay để làm một cái gì đó cả. Vì không có ai có thể ngăn cản được, không có ai ngăn ngừa được là tham đừng có sanh khởi. Mà cũng không có ai biểu rằng trí tuệ hãy sanh khởi đi, không thể được. Mà cũng không có ai biểu rằng chánh niệm mới hãy sanh khởi đi, không. Và chỉ khi nào mà chúng ta nghe đúng về chánh pháp thì chúng ta có một cái thái độ đúng, rằng bất cứ cái gì là thật đều chỉ để hiểu biết, để xả ly, và chúng hoàn toàn không phải là tôi, không phải tự ngã của tôi, và chúng cũng không là ai, không là cái gì cả. Cái nghe chỉ nghe một đối tượng, đó là âm thanh. Cái thấy chỉ thấy một đối tượng, đó là màu của tứ đại. Cái ngửi chỉ ngửi một mùi, mùi cũng chỉ là mùi của tứ đại. Không có tứ đại thì cũng không có mùi. Như vậy thì chúng ta đã rất là rành. Khi mà chúng ta sẽ nói về điều đó thì chúng ta sẽ biết được cái bản đồ của vi diệu pháp, nó sẽ hiển lộ. Đó là tứ đại trong đời sống hàng ngày và những cái sắc y sinh của chúng. Như vậy các pháp hàng ngày vô ký thì không có đâu xa cả. Tất cả những cái gì chúng ta ăn uống, mắt, tai, nóng lạnh này kia đều là pháp vô ký. Những cái thấy, nghe, ngửi, nếm thì đó là vô ký danh. Và những cái gì thuộc về tham, sân, si, đó thuộc về pháp bất thiện. Và những cái gì thuộc về pháp thiện, như chúng ta vui, hoan hỷ, nghe pháp, đó cũng chính là pháp thiện đang sanh khởi ở hiện tại đây và ngay bây giờ. Và tất cả chúng đều được hiểu là vô ngã, không có ai cả. Như vậy thì nếu khi mà chúng ta hiểu được pháp là vô ngã rồi, thì chúng ta sống với lòng từ, lòng thương, sự hỷ xả. Bởi vì chúng ta biết được rằng tất cả chúng sanh đều đang bị vô minh, tham ái, che đậy, trói buộc. Và khi mà chúng ta càng thấy được nhiều phiền não, càng thấy được cái sự hoạt động của chúng, thì chúng ta lại càng tha thứ cho mọi người và cho chính mình. Bởi vì không có ai có thể kiểm soát được các pháp, và đủ duyên là chúng sẽ
khởi ra. Và thế giới này cũng vậy, khi đủ duyên rồi, nếu đến thời hủy diệt rồi thì cũng không có ai làm gì được hết. Và nếu nó không đủ duyên thì không có cách nào mà nó sanh khởi được. Do vậy tất cả các pháp đều tùy thuận vào duyên. Ngay từ buổi ban đầu, cái chánh tri kiến của chúng ta phải thật vững vàng, phải thật đầy đủ cho chúng, và phải thật chân thật về chúng từng chút một, thì chúng ta mới bước được trên cái con đường giải thoát. Và chúng ta sẽ không trông mong thời gian là bao lâu, bao nhiêu kiếp và như thế nào. Và phận sự của chúng ta chỉ có nghe pháp, nghe pháp, nghe pháp, và tìm hiểu về pháp, và luôn luôn suy xét về các pháp trong đời sống hàng ngày, để thấy ra được cái sự vận hành của quả luân, nghiệp luân và phiền não luân nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của chính mình. Và khi nào chúng ta thấy rõ được duyên sanh thì chúng ta cũng kết thúc ở đó. Hễ mà thấy được duyên sanh thì chắc chắn duyên diệt nó cũng hiện khởi. À, thì chúng ta sẽ chấm dứt được cái con đường, chứ không thể có còn một con đường nào khác được. Vậy thì chúng ta thấy thực tại, chỉ có thực tại và thực tại, chỉ có hiện giờ và hiện giờ là cái con đường để chấm dứt sanh tử. Còn tất cả những khái niệm, chúng đều không mang đến trí tuệ. Và chúng ta có làm gì đi chăng nữa cũng chỉ phí thời gian vô ích mà thôi. Vì không một khái niệm nào làm phát sanh lên tứ niệm xứ. Vậy thì tại sao chúng ta lại bỏ rất nhiều kiếp sống để làm cái gì? Không lẽ chúng ta đi theo Bồ Tát, Bồ Tát đã vứt bỏ những thứ đó bởi vì nó không đem đến đạo quả cho Ngài. Và chính vì Ngài, chúng ta phải đi theo con đường của Phật quả, chứ không phải đi theo con đường của Bồ Tát. À, chúng ta phải luôn luôn hướng về cái lời Đức Phật dạy, phải thật là chân chánh, đúng đắn, thì chúng ta mới bước trên con đường giải thoát được. Và khi nào mà chúng ta nhận chân ra được các pháp, thì chúng ta mới thấy được rằng, à, quả thật, lúc này chúng ta sẽ bỏ cái gánh nặng về ngã vô cùng lớn lao, và các pháp nó cứ dẫn chúng ta đi từng chút một. Chánh pháp sẽ dẫn chúng ta đi từng chút một, và không thể sai chạy được. Và mỗi ngày thì chúng ta càng thấy tiến bộ, chúng ta càng thấy cung kính Đức Phật, giáo pháp và chư Tăng. Mỗi ngày chúng ta đều hưởng cái hương vị của giáo pháp từng chút một, tự nơi thân tâm mình. Điều đó là điều mà sự chân thật mà bất cứ ai đến với giáo pháp của Đức Phật khi mà đã hiểu đúng, thì cái vị ngọt nó cũng đến. Bây giờ thì chúng ta đi vào cái câu kệ số 176 này. Chúng con xin đảnh lễ ân Đức Tam Bảo tóm tắt. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư Tăng. Phước lành này kính dâng đến tất cả chư Đại Đức Tăng, kính dâng đến tất cả chư Thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc Thầy Tổ, các bậc Hữu Ân, cha mẹ hiền cùng thân bằng quyến thuộc. Chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, Xuất Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atuna, Diêm Chúa, và kính chư phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa, ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài, quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và sớm điều chi được tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Câu kệ số 176 này là E căng thâm măng ati tát sát Musa wa di sát chân tu nô vít tin nát para đô các sát nát thi pa păng a ca ri văn. Nghĩa việc ngài chánh thân ngài dịch là đối với kẻ đã vi phạm một pháp, đó là chân thật, à, vi phạm một pháp. Sự chân thật ở đây là đôi khi lời nói của chúng ta vô ý, nó cũng không có chân thật. Nhưng mà chân thật ở đây tức là chân thật trong pháp, tức là chúng ta đã không thấy được pháp, nhưng mà chúng ta lại nói rằng mình thấy, mình biết, mình dối gạt. Và thời buổi bây giờ có rất nhiều người không có chứng đắc được thiền định, nhưng vẫn cứ đi dạy thiền định. Và chắc chắn là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là đó là người không chân thật,
không chân thật. Một người không có chứng đắc được các cái tầng tuệ một cách rõ ràng, nạc đi dạy, mở những cái trường thiền về, quán về những cái đối tượng tứ niệm xứ như thế này, như thế khác rất nhiều. Còn các cái ngài mà thực sự có được cái nền tảng đó thì ở đây đương nhiên là chúng ta tôn quý rồi, phải không ạ? Rất là tôn quý. Nhưng mà đa phần họ không có có. Vì sao vậy? Vì một người thực sự mà đã học hiểu đúng về các pháp thì họ sẽ nhận định rằng người này chưa biết về cái khởi đầu của pháp duyên sanh là như thế nào. Họ chỉ nói rằng là cái phương pháp quán về thân, phương pháp quán về tâm, phương pháp quán về các pháp, họ nói từng pháp một như vậy là nó sai hoàn toàn với tứ niệm xứ. Vì sao vậy? Tứ niệm xứ không thể có phương pháp, một phương pháp nào cho chúng hết. Không thể có, không thể có một cái, không thể có một cái phương pháp để áp đặt cho tất cả mọi thực tại. Điều đó là không thể có. Vì giáo pháp này là chánh tri kiến, chánh tri kiến đi đầu. Mà trí tuệ thì nó không có phương pháp gì hết, nó hiểu ngay cái đang là mà thôi. Còn cái đang là mà không có trí tuệ khởi lên thì nó là vô minh. Mà vô minh thì làm sao mà hiểu được, thưa các bạn? Không bao giờ mà hiểu được hết. Như vậy rõ ràng cho chúng ta rằng phương pháp là giết chết giáo pháp của Đức Phật. Chỉ có chánh tri kiến. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là chúng ta đã đi lạc vào những cái con đường mang danh của chánh pháp, nhưng mà thực sự thì nó lại không đem đến chánh pháp. Nếu có phương pháp để giác ngộ thì trên đời này ai ai cũng thành Phật hết. Ai ai cũng thành Phật hết. Nhưng điều đó là không thể. Điều đó là không thể. Và Đức Phật luôn luôn nói pháp hữu vi là có duyên sanh của nó. Do vậy, trong 40 năm năm hoằng pháp, không phải ai Đức Phật thuyết cái rồi họ cũng giác ngộ. Ngài biết người này duyên như thế này, người khác duyên như thế khác. Và Ngài chỉ nói lên cái con đường. Chứ Ngài không thể làm gì khác hơn được. Do vậy mà chúng ta cần phải hiểu rất rõ về các pháp. Chúng ta phải chân thật ngay từ buổi ban đầu. Có ai tạo ra được cái thấy không? Nếu mà có chánh niệm thì bây giờ sao không hiểu cái thấy đi? Nhưng mà không có phải không? Không thể. Cái thấy liệu có chánh niệm không? Cái thấy có tầm, có tứ không? Cái thấy có thể là nghe được không? Có thể thấy được âm thanh không? Nếu thực sự chúng ta được nghe và được hiểu đúng thì lâu dần do nghe đó, do tưởng đó, do tâm nó tác ý đó thì nó dần dần sẽ thấy được quả thật. Cái thấy chỉ đơn giản để thấy. Như vậy để cho chúng ta thấy được rằng là không có ai muốn thực hành để mà giác ngộ. Không thể nói rằng là bạn ngồi thiền, tọa thiền thì sẽ đưa đến giác ngộ. Nhưng mà khoảnh khắc hiểu về thực tại này từng chút một sẽ là nền tảng, là nhân, là duyên đúng của chúng. Và trí tuệ chúng tích lũy cái con đường riêng của chúng và đưa đến sự giác ngộ hoàn toàn. Ngoài trí tuệ ra thì không có pháp nào có thể xuyên thủng vô minh cả.
Định thì không thể xuyên tụng được vô minh, khoảnh khắc nào cũng có định hết. Nhưng mà không phải là khoảnh khắc nào cũng có trí. Thiện thì bất cứ tâm thiện nào cũng có niệm hết, có chánh niệm hết. Nhưng mà không phải tâm thiện nào cũng có trí tuệ của tứ niệm xứ. Nếu mà khoảnh khắc thiện nào cũng có trí tuệ của tứ niệm xứ thì giờ đây chúng ta đã quá hạnh phúc rồi. Nhưng mà các pháp thì không phải là như vậy. Bởi vậy trí tuệ đi chung với thiện nhưng mà nó độc lập. Có khi nó phối hợp, có khi nó không phối hợp. Là như vậy đó. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là chúng ta phải nghe giáo pháp một cách hết sức là tỉnh táo. Chỉ khi nào đủ duyên cho pháp đó sanh khởi thì pháp đó mới sanh khởi mà thôi. Còn chúng ta có làm cái cách nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà cái đó nó sanh khởi được. Phải không ạ? Nếu mà nó có một cách để mà giác ngộ pháp, một phương pháp để giác ngộ, thì sao người ta lại mở ra hàng trăm cái trường thiền khác nhau và dạy những cái phương pháp khác nhau? Ồ, như vậy để cho chúng ta thấy được rằng là và chúng ta chỉ đi theo lời của người khác mà không có sự suy xét can đảm về pháp là thực hiện giờ. Nhưng mà chắc chắn được rằng là cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng những cái cảm thọ trong đời sống hàng ngày, ngày nào chúng cũng phải sanh khởi hết đó. Nhưng vẫn không được hiểu biết. Vậy thì chúng ta có cái cách nào ngồi ở đó để hiểu chúng được không? Không có cách nào, phải không? Các pháp được hiểu biết chỉ khi nào chúng giao thoa với nhau, chúng đang sanh khởi. Còn cái gì mà không đang sanh khởi thì không thể nào hiểu được. Tham chưa sanh khởi thì không có cách nào hiểu được tham. Sân chưa sanh khởi thì không có cách nào hiểu được sân đó là sân gì. Nên là Đức Phật dạy cho chúng ta biết này, thiết thực hiện tại là như vậy. Tức là chúng ta chấp nhận hoàn toàn là không cho cái sân này là tôi, là của tôi, và chỉ để hiểu chúng sân chỉ là sân. Để chúng ta hiểu được rằng sân không phải là u, u không phải là sân. Hai pháp này khác nhau hoàn toàn. Để chúng ta hiểu được rằng tâm cũng không phải là sân. Như vậy khi mà chúng ta phải hết sức tỉnh giác là như vậy thì chúng ta mới hiểu được cách nó vận hành. Như vậy thì chúng ta thấy được con đường này chúng ta không thể nào mà đi đùng một cái mà đến được, và chúng ta phải tiệm cẩn, phải rất là khéo léo và từng chút một thôi. Và chúng ta phải nghe pháp, nghe đi, nghe lại, mà phải nghe từ những bậc trí. Nghe làm sao mà cái pháp đó, mà nghe được cái người thuyết pháp đúng rồi đó, thì chắc chắn là bạn càng nghe thì trí tuệ nó càng sanh khởi. Càng nghe cái người đó thuyết thì càng trí tuệ nó càng sanh khởi. Càng nghe về cái đó thì trí tuệ nó càng sanh khởi. Và nó lại càng muốn nghe thì cái người chính là cái người trí, và cái người đó xứng đáng là cái người thầy để mình học, dầu người đó là bất cứ ai, điều đó là chắc chắn. Thì để nói lên, nếu mà chúng ta không có thuần thục về cái này mà chúng ta cứ chạy theo một cái đường hướng, một cái phương pháp nào đó, thì rõ ràng báo cho các bạn biết rằng các bạn đang đi sai đường, các bạn chưa thực sự thấy được cái vị thầy ở nơi tâm của mình, đó chính là chánh tri kiến. Bạn còn đi theo ai đó là mình, bạn biết là mình sai rồi, mình chưa phải là con của Đức Phật đâu. Vậy thì chúng ta chỉ có nghe pháp và khéo như thế thắc ý. Và một khi đã đúng rồi thì trí tuệ nó làm cái công việc của nó. Nó không làm sai, nó không cần phải nói thiền như thế này hay như thế khác.
Không cần phải nói cái điều đó. Trí tuệ nó biết đâu là chánh định, đâu là tà định. Nó biết đâu là đúng, đâu là cần, đâu là đủ. Phải không? Chứ không có cái pháp nào mà nó có thể biết đầy đủ bằng trí tuệ cả. Phải không? Như vậy chỉ khi nào có trí tuệ thì tất cả các pháp sẽ không còn đánh lừa chúng ta nữa. Như vậy không có cái gì lừa được trí tuệ cả. Còn khi nào mà trí tuệ nó không sanh khởi thì tất cả chúng ta đều bị lừa hết. Điều đó là chắc chắn. Cái từ thăm ma thì chúng ta biết rồi là một danh từ nam tánh. Ở đây chia theo đối cách là pháp. Pháp ở đây là những cái gì? Là cái sự thiết thực, là những cái có thực. Ê căng thì nó là một rồi ha, ê cá. Ê cá. Thâm mắt, thâm má. Thâm má là pháp, chỉ chứ pháp. Ê, nói rồi đó. Pháp là cái gì? Thấy là pháp, nghe là pháp, chứ không phải cái gì là pháp cả. Quanh chúng ta chỉ là các pháp, nó đang ở đó đó. Nhưng mà chúng ta không có trí tuệ để hiểu nó mà thôi. Chứ còn cái cứng mềm nó đang có ở đây, lóng nặng nó đang có ở đây. Có khổ không? Khổ nó cũng đang có ở đây. Các pháp nó đang có ở đây. Nhưng mà không được hiểu mà thôi. Cái từ tiếp theo là từ atitassa. Cái căn của nó là căn y. Ở đây chia theo quá khứ phân từ atati đó, nhưng mà chia theo quá khứ phân từ thuộc về nam tánh, chia theo sở thuộc cách nè. Đối với kẻ đã vi phạm, đối với kẻ đã vi phạm. Tiếp động ngữ atí là trên, rất chỉ sự nhấn mạnh, căn y là đi. Musa wa disat, Musa wa đi là một cái nhóm từ hay hợp từ. Đó, hai từ ghép lại là từ Musa và từ Wadi. Thuộc về nam tánh và chia theo sở thuộc cách. Đối với kẻ có lời nói dối trá. Kẻ có lời nói dối trá. Lời nói dối trá ở đây là lời nói dối không thật, che đậy. Tức là cố ý không có mà nói là mình có. Không có mà mình nói là không, mình nói là mình có. Là đối với kẻ nói dối trá, Musa dối trá là sai. Musa là dối trá, sai trái. Qua đi từ what, nó là danh tính từ chia theo nam tánh là có lời nói, có lời nói dối trá. Lời nói không có mà nói là có. Người ta không ngủ với mình mà mình lại nói là người ta ngủ với mình. Thầy vu khống. Rồi tiếp biến ngữ. Y là chỉ cho sự sở hữu. Còn cái từ tiếp theo là từ Vitina Parano Kassat. Nó là một cái hợp từ gồm có bốn từ là từ lô cá, từ bá rá, từ tin ná và tiếp biến ngữ này. Viết là một cái nhóm từ và nam tánh và chia theo sở thuộc cách là đối với kẻ đã bác bỏ đời sau. Kẻ bác bỏ đời sau là kẻ chấp nhận cái tà kiến không có đời này đời sau. Tà giết hại, tà nói những cái lời dối trá lường gạt chúng sanh đó. Không có gì có quả báo cả. Nhưng mà chúng ta lại hiểu lầm là có tôi trong đời sau. Đều đó là sai. Mà chỉ có ngũ uẩn được tiếp nối với tính nhân quả của nó. Đó chính là đời sau. Đời sau. Đời sau không có bạn, không có tôi. Bởi vì cái thân thể này chỉ ở kiếp này. Và khi mà chúng hết nghiệp trong kiếp này thì sao?
thì chúng đã tan hoại, trở thành đất nước lửa gió. Và đời sau là một cái nghiệp được tiếp nối bởi nhân duyên đã được tích lũy trong cái kiếp này, và chúng hoàn toàn sanh lên những cái ngũ uẩn mới. Nhưng mà dầu có ngũ uẩn ở bất cứ nơi đâu thì bản chất của cái thấy lại hiện khởi, cái nghe lại hiện khởi, cái ngửi lại hiện khởi, cái nếm lại hiện khởi, cái cứng mềm nóng lạnh lại hiện khởi. Mặc dầu cái tham của ngày hôm qua không phải là cái tham của ngày hôm nay, nhưng mà cái được sinh ra thì cũng không ngoài cái tham, không ngoài tính chất tham. Bất thiện không ngoài tính chất sân, không ngoài tính chất si. Chúng vẫn mang ba cái gốc bất thiện và ba cái gốc thiện mà thôi. Như vậy có đời sau, nhưng mà đời sau được tiếp nối từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, chứ không phải đời sau như chúng ta nghĩ rằng có một cái con người cụ thể là tôi, là của tôi sẽ đạt được như thế này trong đời sau. Đó là một tà kiến. Vì nếu mà có tôi trong đời sau thì chúng ta đã chọn được cha mẹ, vợ chồng con cái, chọn được cái cảnh sống. Nhưng mà tại sao chúng ta đến đây? Chúng ta có mong ước có ông cha bà mẹ như này không? Chúng ta có mong ước cái thân thể của chúng ta xấu xí, già bệnh như này không? Điều đó là không thể, phải không? Do đó mà các pháp hữu vi chúng chỉ sanh khởi bởi các duyên riêng của chúng là vậy. Phải luôn luôn nhớ. Có đời sau nhưng không phải có ai trong đời sau. Mà đời sau cũng chỉ là các pháp hữu vi. Cũng như khoảnh khắc của thấy nghe ngửi ngày hôm qua đã diệt đi, nhưng ngày hôm nay lại được tiếp nối bởi những khoảnh khắc thấy nghe ngửi, nếm xúc chạm khác mà thôi. Rồi tiếp nữa là từ quý tin ná, là quá khứ phân từ, là đã bác bỏ, đã di chuyển, đã xuyên qua. Tiếp động ngữ là quý, là trên, lìa, hay chỉ sự nhấn mạnh. Cái căn của nó là căn tát, là băng qua. Từ pá rá là tấm, là một cái tính từ chỉ cho cái sự khác. Lô cá là danh từ, là thế gian. Thế gian. Akariyam là cái từ akariyá, tiếp đầu ngữ á. Cái tính từ thuộc trung tánh và chia theo chủ cách ở cái câu này là không nào. Tiếp đầu ngữ á là không. Kariyá là cái động từ là làm. Như vậy, câu kệ này Ngài Minh Châu dịch là ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sau, không ác nào, không nào. Như vậy để cho chúng ta thấy được rằng là những người nào mà không bảo vệ chân lý, không đi theo, không can đảm, sống che đậy, giả dối, vi phạm vào những cái lời nói chân thật, vi phạm vào không gìn giữ cái sự chân thật, luôn luôn dối trá, xảo trá, ngụy biện, thì người đó sẽ gặp phải vô vàn những cái sự nguy hiểm trong cái vòng sanh tử luân hồi. Và những cái người như vậy thì những cái người nói những cái lời vọng ngữ như vậy thì không có cái ác nào mà chúng không làm cả. Và những cái người như vậy thì chúng không có tin theo cái đời sau, và chúng luôn luôn
có cái tà kiến, không có đời sau. Thì cái sự chấp thủ lầm lạc như vậy, chúng tạo ra những cái ác pháp, thỏa mãn các dục, thỏa mãn những cái lời nói của mình, thỏa mãn cái sự ác độc của mình, thỏa mãn những cái sự nhục mạ người khác với những cái lời nói thâm độc, lời nói vu oan giáo họa như vậy, thì chắc chắn là sẽ gặp phải những cái tai nạn này, tai nạn khác, hay là những cái ác quả này, ác quả khác. Và trong cái câu chuyện này thì chúng ta biết nói về làng gì? Làng Chinh Cha. Nói về làng Chinh Cha. Thì chúng ta biết là làng Chinh Cha thì làng rất là đẹp. Làng Chinh Cha thì rất là đẹp, rất là xinh. Và làng là vô cùng đẹp đẽ. Và chúng ta biết cuộc sống của các nhà sư những người đi trên con đường giác ngộ đó cũng gặp rất nhiều chông gai, gặp chông gai. Nên là ngay như Đức Phật đã bậc toàn giác rồi, nhưng mà qua câu chuyện này cho chúng ta thấy cá mập vẫn có mặt, cá mập vẫn có mặt. Và câu kệ pháp cú này thì Đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài ngự tại Chetavana, đề cập đến làng Chinh Cha Manavika. Vào một cái thời đầu tiên mà khi Ngài Đức Thế Tôn hoàn truyền chánh pháp đó, thì lúc bấy giờ một số rất là đông các vị tỳ kheo xuất gia và hội chúng của Ngài được phát triển, và toàn là những cái bậc đức hạnh, nên là nhiều những cái gia đình cư sĩ chuyển đổi đi theo con đường chánh pháp này, nên họ cúng dường, họ ca tụng về ân đức của Đức Phật, về giáo pháp, về tăng chúng của Ngài rất là nhiều. Chính vì những cái lời đồn đãi và chính những cái sự thiết thực đó mà những cái người đại gia, những cái người mà bá hộ, họ quay sang, họ hướng về Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, và họ hộ độ cho Tam Bảo. Họ bỏ những cái giáo phái và la môn. Do vậy thì làm sao ai mà không tức được, phải không thưa quý vị? Danh lợi mà, trên đời này không có gì qua danh lợi, miếng ăn mà. Kể cả sư thời bây giờ cũng vậy thôi. Một bà thí chủ giàu có và cái vị sư khác mà bén bản, mà chỉ cần nói một vài từ thôi là chiều về vị đó đã khó chịu, đã bực mình. Và bản chất của bất thiện là như vậy, thưa quý vị, bản chất của bất thiện là như vậy. Danh và lợi, danh và lợi. Vì chúng ta không thấy được pháp nên là có cái gì để mà nó tăng trưởng đâu, chỉ có danh và lợi thôi. Ở bên ngoài chúng ta có vẻ đóng là một cái người rất là từ bi, nhưng mà không hiểu pháp lấy gì đâu mà có từ bi, thưa quý vị. Không có cách nào mà từ bi hết trơn đó. Từ bi làm sao mà có? Không có đâu. Không bao giờ có được, thưa quý vị. Chỉ khi chúng ta hiểu được pháp mới có từ bi. Còn từ bi mà đời sống của chúng ta là từ bi che đậy của những cái tham ái, của những cái cơ hội, của những cái núp bóng, của những cái phiền não thôi. Nên là khi mà
Như vậy đó thì sao? Họ mất danh mất lợi, có cái gì mà bực bội bằng, thưa quý vị? Chúng ta thấy những cái chiến trường ở Ukraine này kia, Nga này kia, cả một đất nước hùng mạnh như vậy, có bom hạt nhân này kia, nhưng mà đi đánh ai, quý vị biết không? Đi đánh cái người anh, người em của mình, đi đánh cái gì vậy? Đất nước có cái gì không? Không có cái gì trong tay hết. Mà tự họ tham sân si nó dựng lên à, nó sợ hãi cái những cái cường quốc bên kia đe lẹt dọa mình. Đâu có ai dọa mình, nó tự cái tâm của mình nó dọa mình, tự sợ mình sợ mất cái danh cái lợi này nè. Danh cái lợi. Phải không ạ? Mà họ đi giết ai, họ biết không? Không giết ai hết á. À, họ giết chính, họ dính giết chính chính mình, mà chính cái người thân thương của mình. Và chúng ta thấy phiền não là như vậy đó. Phiền não là như vậy. Vị ngọt của chúng, nhưng mà sau cái vị ngọt đó là cực kỳ nguy hiểm. Không, thường thường chúng sanh chỉ mê đắm trong vị ngọt, nhưng mà không hiểu cái sự nguy hiểm của chúng. Và nếu không hiểu được sự nguy hiểm của chúng thì đâu có cái sự xuất ly. Do vậy nữa, sao vậy? Thì qua đây thì chúng ta thấy rằng là nàng Chinh Cha thì lại đi theo Bà La Môn, và thấy được những cái việc Bà La Môn thầy của mình buồn bã rầu rĩ, thì nàng ta nhân cái cơ hội hỏi thì mới vỡ lẽ ra. Và nàng mới lên những cái kế hoạch thì chúng ta biết rồi, không? Như vậy thì đa số vào thời đó thì lúc đó Chư Tăng rất là hân thịnh, rồi các Bà La Môn và Phú Hào thì lại quay về với Tam Bảo, thấy được cái con đường đã hộ độ tăng chúng và bỏ đi những cái Bà La Môn kia và những cái giáo chủ Bà La Môn như vậy, thì sanh cái lòng đố kỵ tức tối như vậy. Và Chư Tăng thì được họ mời đến nhà và cung kính, họ đảnh lễ rồi họ cúng dường những cái thực phẩm rất là ngon tốt đẹp. Thì bây giờ các ngoại đạo thì mất đi cái danh cái lợi của mình, lợi dưỡng của mình, cái tiếng tâm của mình, rồi bây giờ thì các ngoại đạo, ngài nói rằng giống như là một cái con đông đóm giữa cái ánh sáng nhật nguyệt rạng ngời. Thì bây giờ ngoại đạo, bên ngoại đạo sư đó mới cuồng loạn và đứng bên ven lộ và tuyên bố với chúng, với các cái dân chúng rằng: này các người, chẳng phải có Sa Môn Gotama là vị Phật thôi, chúng tôi cũng là một vị Phật vậy, cúng dường đến Sa Môn quả báo như thế nào thì dường đến chúng tôi cũng có nhiều quả báo như thế, và các người nên làm những gì đáng làm đến chúng tôi đi. Thì chúng tôi biết là một vị giáo chủ mà lại đi kêu gọi mất đi những cái đó, mà lại kêu gọi kêu người đó quay trở lại để cúng dường cho chúng tôi, thì chứng tỏ rằng là người đó đã không có một năng lực, phải không ạ? Đã không có phước báo, đã không hiểu gì cả. Và tuy ngoại đạo có tuyên thuyết lên như thế thì chúng ta thấy càng để lộ ra những cái sự ngu dốt, càng để lộ ra những cái sự si ác. Và những cái người đã thấy được cái con đường thì làm sao mà họ nghe những cái điều này mà họ có thể chấp nhận được. Giờ vậy mà những lợi lộc vẫn không phát sanh lên cho họ được. Và họ liền hội họp, họ bàn bạc để mà làm tiêu diệt cái danh xưng của Đức Thế Tôn, làm hủy hoại cái lời dạy của ngài, nhưng mà không thể được. Và chúng ta hãy nêu tội trạng của Sa Môn Gotama giữa các cái đại chúng mà khiến cho lợi lộc của y sẽ tổn giảm,
Nhưng chúng ta phải làm như thế nào? Và khi đó thì trong cái thành Sawatthi thì có cái làng cư sĩ ngoại đạo tên là Chincha Madhavika. Và chúng ta biết là làng Chincha là rất là đẹp. Làng ta có nhan sắc rất là lộng lẫy, như là chư tiên. Thân làng có đầy đủ những cái nét diễm kiều. Những nét diễm kiều. Và bây giờ thì một gã ngoại giáo suy nghĩ được một cái cách vu họa đến Đức Thế Tôn rằng chúng ta hãy nhờ cái làng Chincha này và lêu tội của Sa môn Gotama làm cho y cùng cái hội chúng của y bị tổn giảm loại lọc, và chúng ngoại đạo hoan hỷ tán thành và kể rằng thật là điều thật là những cái diệu kế. Và thế là làng cha đó đi đến tu và đạo sư, và làng đảnh lễ xong rồi thì đứng yên tại một chỗ, và bọn ngoại đạo không ngó ngàng, cũng không nói đến nàng. Và làng Chinh Cha mới suy nghĩ rằng hắn là ta đã phạm tội gì với quý ngài, nhưng ta không biết được tội ấy là chi. Thì làng mấy bèn hỏi và thưa, thì dần dần nàng mới bật lên, và những cái chủ giáo phái này mới nói rằng này cô, nếu mà cô muốn đem lại cái sự an lạc cho chúng tôi thì cô hãy lên, hãy lêu tội Sa môn Gotama ra như để sẽ khiến lợi đắc của y tổn đảo. Và làng mới chấp nhận được, thôi điều ấy là việc làm của tôi, xin các ngài đừng có suy nghĩ gì cả. Và làng Chinh Cha vào cái tỉnh xá Chê Bát Ná đó ngày hôm sau, và làng mặc cái chiếc áo có màu vàng như là con rùa vào tỉnh xá, và tay cầm những cái hương hoa vật thơm vân vân. Khi đi vào tỉnh xá nghe pháp được một thời gian ngắn, thì bây giờ làng đợi cái thính chúng nghe pháp ra về hết thì làng mới ra về sau, rồi thì chờ cho đại chúng nghe pháp ra về, khi ấy làng mới đến tỉnh xá. Và khi gặp người hỏi thì làng mới bảo rằng, trả lời cái câu hỏi của người ấy là nàng đi đâu đến cái tỉnh xá vào cái giờ này. Thì nàng mới nói rằng tôi đi đâu thì mặc kệ tôi chứ, và các người hỏi làm cái gì. Thưa lúc vắng người, thưa lúc vắng người, thì nàng lẻn trốn về cái chú xứ nơi tỉnh xá của ngoại đạo gần đó. Và khi gần đến thì đợi có bóng người lãng vãng là cái cận sự lữ, cái cận sự lam đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, giả vờ như người vừa từ trong cái tỉnh xá Chê Tá Quán Ná trở về. Và các cận sự hỏi rằng, này cô ở đâu mà về thế? Và làng trả lời, các người hỏi nơi trú ngụ của tôi để làm cái gì? Và trải qua một, hai tháng sau khi bị hỏi thì nàng tỏ vẻ thật thà và nói rằng tôi ngủ chung hương thất với đại sa môn Gotama trong tỉnh xá Chê Tá Quán Ná. Qua cái câu này thì, qua cái lời này thì cho chúng ta biết được rằng gì? Đời này chúng ta phải kham nhẫn để qua bờ sanh tử thôi. Chứ chúng sanh nó ác lắm thưa quý vị. Và chúng ta càng đi trên con đường này thì chúng ta cũng phải trả giá một giá rất là đắt, phải không ạ? Không dễ gì qua được sinh tử đâu. Bởi vì minh là khủng khiếp. Rồi thì đến khoảng 3-4 tháng sau thì làng lấy cái vải độn bụng vân vân. Cứ như thế thì nàng tiếp tục rồi thì vào một thời từ cái nơi hương thất với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, thì bậc đạo sư nghe được cái sự luật bàn gửi đến giảng điền và giảng đường, và ngồi vào cái nơi được soạn sẵn và hỏi rằng là này các tỳ kheo, bây giờ các ngươi ngồi lại đây bàn luận về việc gì? Bạch Thế Tôn, về cái chuyện như vậy thì Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng, này các tỳ kheo, chẳng phải chỉ trong kiếp này làng Chinh Cha với vu khống Như Lai rồi phỉ báng, mà trong quá khứ
nàng cũng đã từng làm như thế rồi và cũng bị tổn hại như thế. Và theo lời thỉnh cầu thì Đức Thế Tôn thuyết lại cái bổn sanh. Với đầy đủ những cái chi tiết rằng người không thấy được lỗi nhỏ, lớn của người khác một cách toàn diện, tự mình chưa kịp quán xét thì không nên thành phạt. Ngài phán rằng trong thời đó nàng Chinh Chá Ma Lá Quý Ca này chính là kế mẫu của Bồ Tát Ma Ha Pa Đú Ma, là hoàng hậu của Đức Vua, cha của Bồ Tát, đã toan nài ép Bồ Tát hành phi phạm hạnh với làng, nhưng mà Bồ Tát cự tuyệt. Làng giả vờ bình lặng và tâu với Đức Vua rằng con của bệ hạ đã làm cho thần thiếp không còn muốn sống nữa, nên phải bị bệnh. Và Đức Vua nổi giận và cho bắt Bồ Tát ném xuống núi, là cái hố chôn xác của bọn cướp chết đi. Và ở đó thì có một cái vị thiên nhân ngự ở gần cái sườn núi đó đã đỡ lấy Bồ Tát và mang ngài xuống cái Long Cung. Và Long Vương nhường cho Bồ Tát lửa cái quốc vương ở Thủy Quốc đó. Và Bồ Tát sống ở cái Long Vương này được một năm thì ngài lại trở về nhân giới và xuất gia làm đạo sĩ sống trong cái rừng Tuyết Lãnh. Và ngài chứng đắc được thiền định và thần thông. Và sau khi nàng Chinh Cha thì chúng ta biết đã Vu Khống đã bộ mang bầu khi mà Đức Thế Tôn đang giảng pháp và đã Vu Khống cho ngài. Thì Đức lúc đó thì hội chúng rất là giận dữ với nàng Chinh Cha, tính đánh đập ngài làm, nhưng mà Đức Thế Tôn mới nói rằng hội chúng hãy yên lặng. Và Đức Thế Tôn mới nói rằng trong cái việc này chỉ có ta và Chinh Cha biết mà thôi. Và chúng ta thấy ngài là bậc hiền trí. Bởi vì sao vậy? Chỉ có ta và Chinh Cha biết mà thôi, tức là tâm này khi chúng ta làm cái gì thiện ác như thế nào, bản chất của tâm là biết rồi, bạn không thể dối trá được. Có điều dối trá hay không dối trá là một cái bản ngã, tức là chúng ta muốn che đậy nó lại thôi, chứ thực sự nó đã biết rồi. Thực sự thì nó đã biết rồi. Nhưng mà sau đó thì chúng ta vì tự ái, vì sân si, vì cái này cái kia, vì sợ hãi này kia mà ta che đậy nó thêm một bước nữa thôi, chứ thực sự là nó đã biết rồi, thưa quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta chỉ cần đi thêm một bước nữa về lời Đức Phật thôi là chúng ta đã có một cái sự chân thật rồi. Vì chúng ta hiểu được vô ngã thì chúng ta sẽ sống một đời sống rất là chân thật. Nhưng mà do không hiểu biết nên nàng Chinh Cha đi theo những cái tà kiến ngoại đạo, nó không thấy sự nguy hiểm của nó, và nàng đã Vu Khống Đức Thế Tôn. Và hậu quả thì chúng ta biết rồi đó. Một cái người bình thường không làm gì hết mà chúng ta đã Vu Khống họ, là chúng ta đã đọa xứ đọa địa ngục rồi. Huống chi là một bậc toàn chi diệu giác, là bậc thầy cả chư thiên và nhân loại, ngài bỏ cung vàng địa ngọc và vợ đẹp con thơ của ngài và bao nhiêu cung tần mỹ nữ trong thời trai trẻ, ngài đều đã bỏ, đã xả ly, và ngài đã trở thành bậc toàn giác. Thì huống hồ đức hạnh như vậy thì nàng Chinh Cha đã không thể nào mà có thể chịu đựng nổi, và tâm của nàng đã tương ứng và đã phát sanh lên những cái sự thiêu đốt, phát sanh lên sự thiêu đốt, và chính cái sự thiêu đốt đó nó tương ứng với cái nghiệp ở ngay đó, và cái địa ngục Avicii nó tự mở ra và đất nó giúp nàng xuống và nàng đọa vào cái địa cái kiếp sau.
thì cái thức đó nó đọa vào cái địa ngục A Tỳ, và cái thân thể của nàng cũng không được chôn cất, và cái lửa đó, chính cái lửa đó nó thiêu cháy rụi hết, nó tan biến hết. Thì chúng ta thấy được rằng cái quả của ác nghiệp ngay trong hiện tại là chính cha đã nhận một cái quả hiện tại nữa, và cái quả kiếp sau, quả hiện tại là gì, và thiêu đốt ngay tại đó, và ngay kiếp sau. Như vậy, như sát đa động lực của cái làng chinh cha, sát đa thứ nhất nó cho quả ngay ở đó, và cái sát đa thứ bảy cũng cho ngay cái quả ở kiếp sau. Đó là chúng ta thấy duy nhất ở cái mà chúng ta thấy làng chinh cha là có những cái tâm quả, cái ác nghiệp đó cho quả ngay ở sát đa hiện tại, và cũng cho ở kế ngay cái kiếp thứ hai này. Do vậy mà chúng ta thấy cái lời nói ngụy biện, lời nói vọng ngữ là rất nguy hiểm. Mà từ đâu nó nguy hiểm? Cũng vì từ cái bản ngã, từ cái sự mà chúng ta xấu hổ, từ cái sự chúng ta cho rằng chúng ta cao thượng, rồi tự chúng ta dựng lên che đậy lấy chính mình mà thôi, chứ không có gì cả. Còn khi mà chúng ta thấy được rằng có cái gì để mà phải lưu luyến cái đời này, có cái gì để mà che đậy, có cái gì để mà ham thích, khi mà chúng ta hiểu ra được các pháp thì chúng ta không còn những cái hành vi này nữa, thưa quý vị. Những cái hành vi này nữa. Còn khi mà chúng ta còn chấp thủ về ý nghiệp, về ngã, về tôi, nhà cửa của tôi, về danh dự, về quyền tước. Còn khi mà chúng ta hiểu được rằng pháp thiện và pháp bất thiện nó sanh khởi, nó là chuyện tự nhiên của chúng ta, nó là do duyên thôi. Và nếu nó là bất thiện thì chúng ta chấp nhận nó có sanh bất thiện. Nó có sanh bất thiện. Bất thiện thì có sao đâu. Không có sao cả. Bất thiện của tôi nó mới là có sao. Chứ còn bất thiện nó sanh khởi. Với duyên của nó thì nó không có sao hết. Nó là tôi. Là của... Thì bây giờ nó có chuyện. Chúng ta sẽ che đậy. Chúng ta sẽ che đậy chúng ta. Do vậy, cái sự nói dối mà một khi đi trong cái chánh pháp này, cái sự chân thật mà nó không có, tức là chúng ta không có chân thật với chính mình, và nhất là chân thật với pháp, tức là Thầy, dạ đạo tràng chúng con không còn nghe âm thanh của sư. Nếu sư nghe được âm thanh, con không thỉnh sư cầm mic trở lại. Dạ cảm ơn cô Sẵn Đông ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ có lẽ đường nét của sư có vấn đề rồi, và cũng đã hết giờ, lố giờ hết 6 phút rồi. Dạ, bây giờ thì như pháp kính mời cô Cẩm Vân nên hồi hướng thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc ạ. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học ngày hôm nay.
cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Tuệ Nhẫn. Và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến thượng tọa minh hạnh. Bồ Tát Sapa Mangalang Rakhan Thu Sapa Đề Bồ Tát Sapa Buddha Nữ Pha Vên Sa Đà Sa Thị Bồ Tát Chủ Trì Bồ Tát Sapa Mangalang Rakhan Thu Sapa Đề Bồ Tát Sapa Hamma Nữ Pha Vên Sa Đà Sa Thị Bồ Tát Chủ Trì Bồ Tát Sapa Mangalang Rakhan Thu Sapa Đề Bồ Tát Sapa Thăng Kha Nữ Pha Vên Sa Đà Sa Thị Bồ Tát Chủ Trì. Tất cả bạn con đều đến người thiên hộ trì, đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng ca sử thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.